Mai Tài Phến bị công kích sau vai diễn trong Đất Rừng Phương Nam, phản ứng gắt khiến anti-fan quê sệ. Nam diễn viên Mai Tài Phến, người đóng vai Võ Tòng trong Đất Rừng Phương Nam, vừa dính thị phi ngay sau khi phim ra mắt, ngồi không cũng dính đạn, bị công kích. Thái độ đáp trả của anh đến với anti-fan mới là điều đáng nói. Những ngày qua, cơn sốt của tác phẩm điện ảnh Đất Rừng Phương Nam dường như đang oanh tạc khắp mọi phòng vé trên cả nước. Dù chỉ vừa được ra mắt vài ngày, thế nhưng Đất Rừng Phương Nam đã thu về được lượng khán giả khủng, số lượng vé bán ra đang đứng đầu bảng xếp hạng. Con số doanh thu 100 tỷ cũng đang được ekip đoàn phim mong chờ sẽ thành sự thật trong thời gian tới. Là tác phẩm điện ảnh được lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình cùng tên cách đây hàng chục năm trước, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã xuất sắc làm mới lại theo cách rất riêng. Hiện tác phẩm cũng đang nhận về nhiều phản hồi tích cực từ người xem. Sở hữu dàn diễn viên hùng hậu gồm những cái tên nổi trội như Hứa Vĩ Văn, Huỳnh Đông, Tiến Luật, Băng Di, Tuấn Trần. Đất Rừng Phương Nam ngoài được khen về mặt hình, nội dung thì khả năng diễn xuất của các diễn viên còn là điều không bàn cãi. Bên cạnh đó, vai diễn tuy không có thoại nhưng lại được nhắc đến xuyên suốt trong phim, đó chính là vai Võ Tòng do nam diễn viên Mai Tài Phến đảm nhận. Hình tượng trong phim của Mai Tài Phến khá là bí ẩn, khán giả xem đều không thể nhìn rõ mặt, không được một lần nghe anh thoại nhưng lại hết sức ấn tượng. Tuy nhiên, ra mắt chưa được bao lâu thì Đất Rừng Phương Nam lại dính thị phi là xuyên tạc lịch sử, làn sóng tẩy chay bắt đầu nổ ra dữ dội. Netizen thi nhau chê trách cho rằng một tác phẩm kể lại khung cảnh thời chiến Việt Nam nhưng lại mang quá nhiều yếu tố văn hóa Trung Quốc. Tuy nhà sản xuất cũng đã lên tiếng đính chính, sau đó chủ động sửa lại những chi tiết chưa phù hợp, nhưng sự thiện cảm trong mắt khán giả dường như đã mất đi một phần. Mai Tài Phến, người đóng vai Võ Tòng, tuy không phải là người gây ra sự việc nhưng cũng đã phải nhận hậu quả từ anti-fan. Theo đó, cách đây không lâu, Mai Tài Phến có đăng tải bài viết về bộ phim Đất Rừng Phương Nam và kêu gọi mọi người ra rạp xem ủng hộ mình. Điều đáng buồn là bên dưới bài đăng của nam diễn viên, một số cư dân mạng để lại những bình luận khiếm nhã, thậm chí là phủ phàng khẳng định không đi xem. Trước những bình luận này, người tình tiên đồ của Mỹ Tâm lại có pha xử lý khéo léo. Tưởng chừng như anh sẽ tức giận đáp trả, nhưng anh lại chọn cách im lặng và cũng không xóa những bình luận này đi. Cách ứng xử văn minh của Mai Tài Phến đã nhận được nhiều lời khen từ netizen. Ngoài ra, sự dưỡng chưng của anh cũng được cho là làm anti-fan quê sệ. Bên cạnh một số lời chê thì cũng có nhiều người dành lời khen cho vai Võ Tòng của Mai Tài Phến. Đây cũng được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh, chứng minh được khả năng diễn xuất của bản thân. Trước đó, từ khi công bố Mai Tài Phến là diễn viên chính trong phim, nhiều người cũng đã tỏ ra hoài nghi về khả năng của anh. Tuy nhiên, với những sự đón nhận như hiện tại thì có thể thấy Mai Tài Phến đã thành công trong vai Võ Tòng này. Từng được đạo diễn của phim là Nguyễn Quang Dũng lên tiếng về vai diễn của Mai Tài Phến khi nhiều nghi vấn nam diễn viên nhờ mối quan hệ mới có vai. Theo đó, đạo diễn cho hay nếu có mối quan hệ thân thiết với Mỹ Tâm thì có khi Dũng mời Mỹ Tâm luôn, chắc chắn sẽ rất là hot. Thật ra thì mỗi nhân vật, ví dụ như Thành là đạo diễn thì Thành sẽ có một cái tưởng tượng, Dũng là đạo diễn, Dũng cũng sẽ có một cái tưởng tượng. Người đạo diễn có những cái tưởng tượng mà có thể nhìn ngoài không thấy được, nhưng trong đầu mình khi có định trang, phục trang và mọi thứ thì mình tưởng tượng người đó sẽ vào được cái vai đó. Trước đây, Phến từng đóng những web drama hành động, Dũng đã xem và thấy rất hay. Nguyễn Quang Dũng giải bày. Hiện Đất Rừng Phương Nam sau những lùm xùm thì vẫn đang khởi chiếu trên các cụm rạp toàn quốc. Netizen tuy có nhiều ý kiến tranh cãi nhưng về vai diễn của Mai Tài Phến thì nhiều người cho rằng anh không phải là người gây ra drama. Việc mang vai diễn của anh ra để công kích sau đó tẩy chay phim là điều không nên.